Trời, cô coi nó, cô mở cái lon nước ngọt không được, cầm cái muỗng, hư cái muỗng người ta nha. Mày nói làm sao nha, thiệt luôn á. Đó, đây là lúc nghiệp ứng rồi đó. Nghiệp đã ứng vào người nha. Được rồi nha, bớt nói nha. Cho con hủ ớt. Mày không ăn hả? Không. Sao vậy? Cơm gì rồi, ăn cơm với mẹ mày chứ đâu có bất hiếu như mày. Mất dời. Tao sẽ mét mẹ còn uống nước ngọt. Gì? Ai cho? Của tao nha. Uống nàng vậy? Của tao nha. Tao sẽ về mét mẹ là mẹ. Cô ơi, cho con thêm miếng chả với miếng nem nữa. Nó ăn hết của con rồi. Chả với miếng nem là mẹ. Dạ. Tao vẫn sẽ về mét mẹ là mẹ dám uống nước ngọt. Mẹ ơi, uống nước tao ngọt. Tao chắc không trả tiền cho mẹ ở đây luôn. Tao đi bộ về, tao bắt lát về. Dạ. Tao có mang tiền nha. Wow, Su mới đưa tiền. Wow. Tao sẽ về mét mẹ, mét chồng mày là mày dám uống nước ngọt. Mất dạy rồi còn dám ăn của tao nữa, uống nè. Mày nói đi. Của tao. Mất dạy. Khốn nạn thật sự. Mày mất dạy quá à, của tao mà. Hết rồi nè. Dạ. Cô ơi, cắt đôi giùm con, cô nó ăn của con nữa chứ. Dạ. Ê, không, của bà nha, bán này nè. Dẹp nha. Dạ. Của tao. Ngồi nè. Uống nè. Tham ăn bởi vì món truyền kiếp. Nói ra đi. Không, không nói nữa. Tao không nói nữa. Nói ra đi. Tôi đặt mày bây giờ để tao ăn coi. Tao phải dừng quay mới được.